Ủa chị làm móng rồi hả? Chưa, chị chưa làm nail luôn. Cãi hết rồi. Em mua đồ Tết chưa? Em mua sắp xong. Còn vài bộ nữa. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh của Mr. Zero. Và nếu các bạn thường xuyên theo dõi kênh thì chắc chắn các bạn đã biết, cách đây vài tuần chúng tôi đã giới thiệu một ứng dụng hết sức tuyệt vời dành cho các tín đồ thể thao, đó chính là LiveScore. Với ba ưu điểm là vui nhộn, chính xác và nhanh chóng, thì đây là một ứng dụng mà tất cả những người hâm mộ bóng đá không thể nào bỏ qua. Và nếu các bạn vẫn chưa hiểu rõ về ứng dụng này thì hãy xem lại video giới thiệu của chúng tôi ngay và tải LiveScore về trên điện thoại để cùng chúng tôi chờ đón những điều đặc biệt nhất nhé. Vậy điều đặc biệt đó là gì vậy chị? Bên cạnh việc cập nhật những trận đấu thì LiveScore còn có tính năng đặc biệt nữa, đó chính là tường thuật trực tiếp trận đấu bằng graphic. Vậy là mình chỉ cần một chiếc điện thoại cùng với ứng dụng LiveScore là đã có thể xem trận đấu một cách trực tiếp rồi. Đúng vậy, mặc dù nó không hiển thị hình ảnh trực tiếp của các cầu thủ, nhưng nó có một điểm tiện lợi, đó chính là cập nhật rất nhanh và tốn rất ít dung lượng. Và điều này thật sự rất phù hợp cho những bạn sử dụng 4G hoặc thậm chí những lúc bị lag thì vẫn có thể xem được. Vậy thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng xem trận đấu giữa Chelsea và Luton Town bằng ứng dụng này nhé. Tuyệt vời, chúng ta hãy bắt đầu ngay nào. Làm cách nào để có thể xem tường thuật trực tiếp trên LiveScore vậy chị? Đầu tiên là chúng ta cần phải mở ứng dụng lên, sau đó bấm vào biểu tượng Live, màn hình sẽ hiển thị tất cả các trận đấu tường thuật của các môn thể thao như bóng đá, bóng chày, bóng rổ, bóng chuyền, khúc côn cầu. À, em hiểu rồi. Và nếu chúng ta muốn xem bóng đá thì bấm vào biểu tượng trái bóng ở bên cạnh đúng không chị? Đúng rồi, và sau đó chúng ta chọn trận đấu mà chúng ta muốn xem. Đây, trận của Chelsea và Luton Town sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ. Trước khi bắt đầu trận đấu thì chúng ta có thể xem thêm những thông tin liên quan như sân vận động, sức chứa, những thống kê về thứ hạng, bàn thắng, phút phá lưới của mỗi đội nữa. Chẳng hạn như hôm nay thì sân Stamford Bridge sẽ là nơi diễn ra trận đấu với sức chứa là 41.798 chỗ ngồi. Chelsea đã ghi được 4 bàn thắng ở mùa này, trong khi Luton Town thì chỉ mới ghi được 1 bàn. Phút phá lưới bên phía The Blue là tiền đạo Timo Werner, còn phía bên kia chiến tuyến là George Moku là cái tên được nhắc đến. Ngoài ra chúng ta còn có thể dự đoán tỷ số trận đấu này nữa đấy. Chẳng hạn mình muốn vote cho Chelsea thì mình sẽ bấm vào chữ vote, tích vào ô Chelsea rồi mình sẽ chọn tỷ số dự đoán, sau đó nhấn nộp là xong. Thích thật, và chỉ còn vài giây nữa thôi thì chúng ta đã có thể bắt đầu trận đấu rồi. Đúng như dự đoán của mình thì Chelsea là đội có đội hình tấn công đầu tiên. Sau những pha tấn công dữ dội của Chelsea thì bóng vẫn đang an toàn bên phía phần sân của Luton rồi này. Chelsea lại được hưởng một quả ném biên nữa nè. Thống kê cả tỷ lệ kiểm soát bóng của hai đội nữa đó. Em thật sự chưa thấy ứng dụng xem bóng đá trực tuyến nào mà có thể nhiều tính năng như app này luôn đó. Một tình huống phạt góc dành cho Chelsea nè, người thực hiện là Mason Mount. Wow, Abraham là người ghi bàn và tỷ số đang là 1-0 cho Chelsea. Không thể chỉ ngồi xem như vậy, chúng ta phải gửi tin nhắn cổ động ngay thôi. Chị sẽ bình luận cổ vũ cho Chelsea. Vậy chị hướng dẫn cho em cách cổ vũ trực tiếp với. Đơn giản lắm, mình chỉ cần bấm vào một trong ba biểu tượng W, DL trên màn hình và nhập nội dung vào thôi. À, em hiểu rồi. Em sẽ gửi bình luận cổ vũ cho Luton Town, dù biết rằng khả năng họ giành điểm trong trận đấu này là rất thấp. Chúng ta cũng có thể trò chuyện cùng những người hâm mộ khác đang xem trận đấu nữa nè. Em nghĩ rằng tính năng này rất là hay và chúng ta cần phải chia sẻ rộng rãi nó đến những người hâm mộ khác. Đúng vậy, chúng ta cùng tiếp tục theo dõi trận đấu thôi. Wow, thêm một bàn thắng nữa dành cho đội bóng áo xanh. Yeah! Và vẫn là Abraham ghi bàn. Chỉ cần Chelsea ghi thêm một bàn nữa thôi thì đúng cách với kết quả dự đoán của chị rồi. Nhưng mà chưa được 1/3 trận đấu nữa mà chị, cứ chờ xem. Ở đây còn hiển thị cả thông tin cầu thủ bị chấn thương nữa nè. Wow, Luton cũng ghi bàn và tỷ số bây giờ đã là 1-2 rồi nhé. Số lần hưởng quả phạt góc thì cũng là một trong những con số được thống kê nhanh nhất đấy. Và tính tới phút thứ 40 thì Chelsea đã được hưởng 4 lần phạt góc, còn bên phía Luton thì con số ấy chỉ là 1. Phải nói là app này cực kỳ hay đó mọi người ơi. Một quả ném biên dành cho Luton này, và có thể nói đây chính là quả ném biên cuối cùng của đội khách trong 45 phút thi đấu chính thức của hiệp 1. Và hiệp đấu thứ nhất sẽ có 2 phút đá bù giờ, và không biết thì Chelsea có ghi thêm được một bàn nào trong 2 phút ngắn ngủi này không đây? Hết hiệp 1 rồi. Vậy là chúng ta đã vừa xem hiệp 1 của trận đấu giữa Chelsea và Luton Town thông qua tính năng tường thuật trực tiếp của ứng dụng LiveScore. Thật tuyệt vời đúng không nào? Chắc chắn vào hiệp 2 và cả những trận đấu sắp tới thì em vẫn tiếp tục sử dụng tính năng đặc biệt này. Và đừng quên chia sẻ tính năng này cho bạn bè nữa nhé, vì nó cực kỳ tiện lợi, hầu như là có thể xem được mọi lúc mọi nơi. Đúng rồi, hãy cùng trải nghiệm tính năng tường thuật trực tiếp trận đấu trên ứng dụng LiveScore và chắc chắn LiveScore sẽ không làm bạn thất vọng. Hôm nay đến đây thôi, hẹn mọi người lần sau. Xin chào!